Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Trong video này thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mang tên là Đấu La Đại Lục Hồn Sư Đối Quyết. Nếu như anh em nào mà chơi tiểu yêu tầm đạo thì chắc chắn biết đến cái sự việc đó, chính là hai tựa game này đang kết hợp với nhau, chắc là để quảng bá cho nhau hay làm gì đó. Nó là cùng nhà phát hành Funtap luôn. Thế cho nên là mình sẽ review tựa game này cho anh em xem là nó như thế nào nhé. Mình cũng khá là tò mò. Đây là thanh niên Đường Tam ở trong Đấu La Đại Lục Hồn Sư Đối Quyết anh em nhé. Và nhìn lại Đường Tam ở trong Tiểu Yêu Tầm Đạo trông ngố thực sự anh em ạ. À không, nhưng mà sau này thì mình cũng có hai cái skin về Đường Tam nhìn cũng ok lai hơn rồi. Giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ thử xem nào. Ủa cái gì đấy? Độ khó ải quá cao à? Đấy, thì làm nhiệm vụ dưới này để xem là như thế nào đây. Wow, ghê đấy, đồ họa nghe vẻ là cũng khủng khiếp đấy anh em ạ. Ê, ủa, đầu tiên thì mình là cứ tưởng là game nhập vai các thứ, nhưng mà bản chất ra là nó lại kiểu đánh turn based, đánh theo lượt anh em ạ. Skill đẹp thế, tiểu vũ đấy anh em. Đấy, ok không, múc mày luôn này, được cái chứ. Rồi, ê, được nhỉ. Game tân bay đánh theo lượt mà nghe vẻ là đầu tư ác nhỉ. Rồi để mình xem. Ok, level 18. Bắt buộc là phải lên level 18 à. Mình level bao nhiêu đây? Ô, mình level 18 luôn rồi. Ok, độ khó cao à. Thế cứ làm mấy cái nhiệm vụ này để xem như thế nào nha. Hấp thụ kỹ năng à. Wow, phải đi học kỹ năng à. Ảo thật, thế Đường Tam mình có chưa? Có một skill rồi. Tiểu Vũ một skill, ông này một skill. Rồi. Nhiệm vụ chính. Tu luyện. Rồi luôn. Căn nhà ký túc xá số 7. Uầy. Vãi. Nhìn lạ đấy. Bôi 4 5 thằng. Một đội của mình thì có thể ra trận được tối đa là 6 người anh em nhé. Rồi, đây là mình đang chọn chế độ là tự động oánh. Nhưng sau này có bỏ qua vượt ải không nhỉ anh em nhỉ? Nếu như mà đồ họa đẹp như thế này thì bỏ qua thì cũng hơi phí. Nhưng mà nếu như mà ngồi ngâm cứu xem hết những trận đánh ở đây thì chắc chết, mất thời gian lắm. Ủa, thế là có gacha không ta? Cứ làm thêm một số nhiệm vụ đã rồi tính tiếp anh em ơi. Cường địch tập kích. Rồi luôn. Bên kia cũng vẫn 5 thằng nhưng lòi đâu ra một thằng nữa. Hệ phòng ngự luôn này. Chứ mình cũng chưa xem bộ hoạt hình là Đấu La Đại Lục, thế cho nên là mình cũng chưa biết là cốt truyện các thứ như thế nào. Chủ yếu là trải nghiệm game về gameplay các thứ thôi. Nếu như mà anh em nào mà xem Đấu La Đại Lục rồi chắc là sẽ hiểu rõ hơn đấy. Thôi Đường Tam của mình hẹo rồi này. Vãi. Bà Tiểu Vũ bà đánh ghê ấy. Thôi nhưng mà hẹo luôn rồi. Hẹo luôn. Thắng được không? Rồi, vẫn thắng được anh em ạ. Xem nó có tính sao không ta? Hình như nó không tính sao ải sao anh em ạ. Chỉ cần thắng là được. May quá. Đây này. Không cần phải tính sao chứ gì. Mình sợ tính sao thì quả đấy Đường Tam của mình nằm xuống thì không được mắc sao thôi. Vượt ải con đường Đấu La 1.4 à. Nhận thưởng cái gì đây? Chấp nhận luôn. Ok. Thứ. Chưa có gì. Tìm đường cái quần què đây. Săn hồn thú. Con đường Đấu La. À cái này là tự động hả? Rồi. Tiếp tục lại 1.4 đây. Múc luôn. Giai đoạn đầu chắc là vẫn phải đi vượt hải thôi. Nhìn giao diện nó hơi lạ. Chưa làm quen được với cái giao diện này anh em nhé. Ok. Ôi, Đường Tam thì có thứ toàn skill đánh đơn mục tiêu nhỉ? Mình chưa thấy. Đấy, ví dụ như ông này còn đánh đa mục tiêu. Đi pha mải giai đoạn đầu nó còn dễ này. Còn Đường Tam với Tiểu Vũ thì hai thanh niên này đánh toàn đơn mục tiêu. Nhưng mà skill đây thì trông có vẻ là cũng khủng khiếp anh em ạ. Đầu tư phết.
Game này thì mình thấy là có phiên bản PC luôn anh em nhé. Bởi vì lúc đầu thì thú thực với anh em là mình cũng phải chơi thử trên giả lập. Thế nhưng mà mình cũng không hiểu lý do gì, mặc dù là mình đã chơi cái giả lập LD Player, nó là cái giả lập hầu như nó là nhẹ nhất rồi, gọi là chơi game nó mượt nhất rồi, thế mà nó vẫn bị kiểu cấn cấn, hơi bị giật giật một tí anh em ạ. Thế là mình mới đi tìm phiên bản PC trên trang chủ, nó có phiên bản PC luôn. Thì nếu như anh em nào mà chơi tựa game này ấy, thì mình khuyên anh em tải luôn phiên bản PC chứ không cần phải tải qua cái giả lập đâu. Tải qua giả lập nó bị hơi lag hơn phiên bản PC ấy. Rồi, đột phá cái gì đây? Hả? Kinh nhỉ? Đại hồn sư. Ây à. Ai xài, có thêm một ô skill nữa rồi. Đúng không? Hình như thế. Cái này kiếm ở đâu ta? Cái này là Lam Diệm Họa Tâm Mai mở ở đảo, à nở ở đảo hoa. Cái gì? Nở hoa vạn năm, cực hiếm thấy, dùng đột phá đến đại hồn sư khống chế hoặc cảnh giới cao hơn, nhưng mà kiếm ở đâu thì không biết. À đây, con đường đấu la 1.6. Ok. Rồi, nhận thưởng luôn. Lên level 20. Đây, mình level 20 luôn. Ok. Ui dồi, thành con rắn à. Hiếu chiến luôn. Ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn chỉ có 3 thanh niên để đi vừa nãy thôi. Chưa mở thêm được một slot nữa nha. Rồi, rồi. Mày tiêu rồi. Ây à, nhìn con rắn này trông kinh nhờ. Đồ họa trông vãi thật chứ. Đẹp móc pinh luôn anh em ơi. Mình chơi thắng nha. Easy. Rơi ra cái gì không? Hồn hoàn hệ mãng xà 300 năm. Wow, để làm gì vậy? Nhiệm vụ hoàn thành. Nộp nhiệm vụ thôi. À bây giờ đi hấp thụ hồn hoàn này. Đây 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 đây, cái này dùng để giúp cho mình có thể mở thêm được một skill nữa. Oh man, được 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 được. Hay này. Skill này thì sao đây? Kỹ năng sau khi tấn công địch, ký sinh hạt giống lam ngân cho một mục tiêu địch ngẫu nhiên bị tấn công. Sau khi hạt giống lam ngân bạo phát, gây cho mục tiêu bằng sát thương bằng 225% lực công của đường tam. Có thêm một skill đi đánh đấm nó phải ổn áp hơn đấy. Tu luyện như chèo thuyền. Con đường đấu la. Tiếp tục 1.5, chuẩn bị lên 1.6 nha. Càn quét thêm một cái thiên đá gì nữa để tiến bậc cho ông đường tam này phát. Ôi, đau vậy? Thốn nhè. Ủa, nhưng sao có đến né được hay sao nhỉ? Uầy. Vãi cả trưởng. Không ai có thể cản đường ta. Rồi luôn. Ai ai ôi. Phai nổi. Thằng này hệ cường công đánh đau quá anh em ạ. Ồ, nhưng mình sao lại không dính sát thương quả đấy nhỉ? Ảo ấy. Nội tại à? Dưới bao nhiêu phần trăm là sát thương nhận vào bằng không à? Hay là phụ bản cốt truyện là thế ta? Quả này hơi ảo nha. Cường địch tập kích. Ui à, đau thế. Để tí nữa mình thử bày trận lại xem là có vứt được hai thanh niên này xuống hàng sau không. Bởi vì xuống hàng sau thì mình sẽ để cho ông này chống chịu. Vừa nói xong thì ông này nằm xuống, không đủ sức để chống chịu anh em ạ. Rồi. Ok. Mình chưa nhìn thấy cái giao diện để có thể là nâng cấp cho hai cái em này của mình mạnh hơn ở chỗ nào đâu nhá. Giờ ra phải ngâm cứu mới được. Nhưng bọn này nó khỏe quá. Wow, đúng thật này. Có một cái nội tại gì đó, máu thấp là em đường ta mới rất trâu nha. Rồi luôn. Vừa đã thành công. Ủa, có cả kim cương nhận được luôn này. Ok đấy. Hồn sư. Ta nhất định sẽ bảo vệ phụ. Võ hồn này. Em này thì sao? Wow. Đột phá được không? À, em này đột phá được này. Hợp lý luôn. Lên bậc tiếp theo là có thể học được thêm một skill nữa đấy. Rồi.
Cái này hơi rắc rối tí anh em ạ. Tức là bình thường thì một số những cái tựa game khác cứ lên level thôi là chúng ta có thể mở luôn được skill. Nhưng mà đối với tựa game này thì chúng ta lại phải đi hấp thụ một cái hồn hoàn, sau đó là mới có thể là mở thêm được cái skill nữa anh em ạ. Thanh niên này sao? Ồ, thanh niên này lại dùng một cái đá khác anh em ạ. Vãi thiệt. Quả? Cái quả tạp skill đâu mất rồi? Hồn lực, thông tin, võ hồn. À đây 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 đây. À, đến nhận này. Đội level 41 thì mới mở cái tiếp theo. Tiểu Vũ là hồn sư mẫn công, có thể à hấp thụ hồn hoàn hệ phi hành. Đến thử xem nào. À, rồi rồi rồi, bắt đầu hiểu dần đấy anh em ạ. Mỗi một cái thanh niên thì nó đều có một cái hệ skill riêng ấy, thành ra là để hấp thụ được skill thì phải đi đúng cái phụ bản đó thì nó mới rớt ra được những cái hồn hoàn phù hợp anh em nhé. Ok này, bắt đầu hiểu dần đều này. Rồi ok, xong luôn, nhấp màn hình, có thêm một cái hồn hoàn mới đấy. Ôi 400 năm luôn này. Có cái gì đấy, xong luôn nhiệm vụ chứ bị. Ừ, được quá nhỉ. Hồn sư, tiểu vũ, võ hồn, bắt đầu quen tay hơn rồi anh em ơi. Ơ à, mình có hai cái luôn à, hấp thụ. Ồ oh, hấp thụ luôn, thay đổi luôn skill à, bạo phát. Ui được nhỉ. À, skill này là gì đây? Tiểu vũ gây cho cái đơn thể 8 lần sát thương. Ủa nhưng mà hấp thụ cái mà được nhiều năm hơn thì nó là cái gì ta? Skill nó khác luôn à? Đâu? Để mình check thử coi. Thử thay đổi cái này xem nhá. Thay đổi cái này thì loại hồn hoàn riêng hệ phi hành này, đánh giá hồn hoàn là 97. Tiểu vũ gây cho đơn thể phe địch 8 lần sát thương bằng 55,16 lực công. Mục tiêu trong trạng thái khống chế thì chịu sát thương tăng 50%. Rồi. Ok. Thế thì cái này thì sao đây? Thay đổi. À, chỉ số tăng thêm một chút này. À, cái này tăng lên được 0,30%+ đấy anh em ơi. Và đánh giá hồn hoàn là 169. À, ok. Hiểu hiểu hiểu, hiểu anh em ạ. Tức là cái hồn hoàn càng cao thì cái chỉ số của anh em cũng như cái phần trăm của anh em nó cộng một cái nhiều. Ê à, lòng ta là bàn quyết anh em ạ. Rồi, cái này có 100 năm thôi à. Mình tiếp tục là đi cày cái skill xem như thế nào nha. Để mãng xà khiêu chiến tiếp. Ok, hy vọng rằng là có cái skill gì đó yêu lực nó mạnh mẽ hơn. Chiu. Ấy, đánh bắt đầu đau hơn rồi anh em ạ. Mày. Tí nữa học nốt skill cho ông này nữa là đủ combo ba thanh niên đi vườn hải cho nó dễ này. Thắng ngay. Võ hồn là mấy trăm năm? 300 năm à? Ui 500 năm. Được này, thế là nó rơi ra ngẫu nhiên à? Hồn sư ra trận võ hồn, thay cho cái 100 năm này luôn. Ok. Tiếp tục là đến ông này. Rồi, trông có vẻ lực điền này. Hệ mãnh thú trông có vẻ là liên quan đến phòng ngự. Đấm mày luôn. One shot one kill ngay. One shot one kill. One shot one kill. Wow. Lời thoại khớp nhỉ. Cái lễ mục tiêu phát nói luôn là nghịch thua rồi. Được cái chứ. Cục luôn. Đấy 500 năm ấy. Làm cái nữa 500 năm đi. Săn hồn thú. Tiếp tục. Vẫn còn thể lực. Đánh nốt đi. Bởi vì là thanh niên nào chẳng có 2 skill. Đánh luôn một thể học luôn 2 cái. Không biết là con này bây giờ nó có ra 600 năm không nhở? Hay lại tụt đi thì lại ối rồi quá. Ok, thắng luôn. Rồi. Bao nhiêu năm? 500 năm.
Chắc là level càng cao thì cái năm nhất đấy nó rớt ra càng nhiều anh em ạ. Thay đổi luôn này. Ủa? Chưa mở được skill thứ hai à? Fuck man. Chi tiết đi. Hồn lực. Cái này level bao nhiêu? À con đường đấu la 2.1 mới mở anh em ơi. Và mình ăn chạy chiếc ô tô rồi. Ok luôn, không sao. Một chấm mấy đây? 1.6. Uầy, hành trình học thêm skill nữa cho cái ông kia cũng dài đấy. Nha. Ủa, đánh ban đêm à? Múc mày luôn này. Nhưng mà thốn đấy nhở. Cũng không có cái gọi là bỏ qua anh em ạ. Bắt buộc là chúng ta phải xem hết cái trận chiến này thôi. Mình thấy anh em cũng phải thấy. Mình chờ anh em cũng phải chờ nhé. Ngon, 1.6 vượt qua dễ dàng. Để mình xem còn có tính năng gì nó khác khác bọt hơn hay không nha. Cường địch tập kích. Wow. Là như nào? Đánh phụ bản là có cái tỷ lệ xuất hiện cái bọn cường địch tập kích này là sao? Ra con boss mạnh mẽ hơn à? Không ai có thể cản đường ta. Ui đầu này. Không phải, trâu thế. Đúng là cường địch của khác. Nghe có vẻ là lực điền hơn hẳn luôn. Mày đánh đi chú ơi. Chú ơi đánh đi. Quẩy cũng được cái chứ. Dính đóng băng của đường ta mà thốn chưa. Nổ ngay. Ok là lên level 21 luôn anh em ạ. Thành công này. Oh yeah. Phát luôn. Ở hình như là 1.6 là có cái vật phẩm gì đó để tiến bậc để cho đường tam đúng không nhỉ? Hồn sư. Võ hồn này. Không phải. Chi tiết. Hồn lực. Đúng. Chuẩn đét luôn. Ô skill thứ 3. Có không? Ôi, chưa có ô skill thứ 3 luôn anh em ạ. Phải lên level 24 thì phải. Cày thế. Thôi, tiếp tục là đi vượt ải thôi anh em ạ. Để mình xem một số những cái phúc lợi khác nha. Này chắc phải lên level thì mình mới có thể là xem được nhiều hơn. Cái này là thể lực. Xúc xích luôn. Hẹn ước đấu la. Đăng nhập à? Shop có cái gì đây? Shop kim cương. Linh thú hồn này. Xúc xích này. Cái dương gì đây? Quà tham gia treo thưởng chiến trường. Nó cũng chưa có gì mấy nhỉ. Nạp đầu thì được cái gì? Nạp đầu được Ninh Phong Chí 4 sao luôn. Căng ấy. Cũng là một vị tướng phẩm tím thôi nhưng nó 4 sao rồi. Chắc là có nhiều skill hơn nhỉ. Và có một hồn hoàn hệ mãng xà bao nhiêu năm đây? 1.000 năm. Chất. Ngày thứ 2. 2.000 năm. Ngày thứ 3. 4.000 năm. Căng nhỉ. Được cái chứ. Ok, thì mình thấy cái tựa game này về đồ họa thì nó cũng chất chơi nghỉ rơi đấy anh em ạ. Về hiệu ứng skill các thứ thì nó không miễn chê rồi. Còn lối chơi thì nó cũng có đổi mới hơn một chút so với những cái thể loại gacha bình thường. Ok, thì anh em nào đã từng chơi tựa game này rồi thì có thể để lại comment ở bên dưới để cho anh em khác tham khảo thêm nhé. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.